Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Thì ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã gọi là tìm hiểu cái sự khác biệt lớn về hai cái thằng đó là function component và class component rồi. Thì trong video này của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đó là chúng ta sẽ truyền các cái method chúng ta qua các cái component như thế nào nhé. Rồi thì để mà chúng ta truyền qua lại giữa các cái component với nhau ấy thì thực ra thì nó, 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 nó nó dễ lắm nó bây giờ chúng ta sẽ chỉ là hiểu là thế phải chúng ta dùng nó trong các trường hợp nào mà thôi nhá rồi thì ở đây chúng ta sẽ thu nhỏ này lại này rồi thì ở đây chúng ta bắt đầu này thì ở đây mình sẽ truyền cái phương thức ví dụ ở đây mình sẽ truyền cái phương thức uh, mà chúng ta vừa tạo ở đây đấy là ổn something đúng không ổn something ví dụ ở đây mình sẽ đổi thành là trend something này bởi vì là mình giờ đang ở để trend something mà chỗ này mình cũng sẽ phải đổi thành là trend something thì chúng ta cũng lại giống video trước chúng nó nói đó, đó là chúng ta sẽ lợi dụng cái thằng props để chúng ta truyền được cái thằng phương thức này thông qua cái thằng props đúng nhỉ? Để mà truyền được sang thằng animal này. Thế thì bây giờ ví dụ cái thằng thứ hai đi, cái thằng thứ hai này đi, được chưa? Thằng thứ hai này thì mình muốn là tạo ra một cái property nữa để truyền cấp props, tên nó là click. các ờ, bạn tên là cái gì cũng được nha, các bạn đặt tên là cái gì cũng được, uh, click method. Đấy, ví dụ thế đi. Và đây thì mình sẽ truyền được chưa? Thì đây sẽ là zip được chưa? Z, chấm. Các bạn nhớ là truyền cái hàm mà các bạn muốn truyền vào thôi. Ví dụ đây sẽ là zip chấm uh, chấm gì đây? train. Được chưa? À đây. train something được chưa? Đấy như vậy là chúng ta đã truyền được cái giá trị chúng ta ở bên này à truyền được cái hàm này chúng ta sang bên kia rồi đúng không? À, thì bên này mình chỉ cần là um, ví dụ như là mình sẽ truyền vào thằng uh, ví dụ như là bên này mình sẽ tạo ra một thằng này đi mình tạo một cái thằng button đi, hai button, button và trong button này chúng ta chúng ta có class name, class name của chúng ta thì có sẽ là btn này, btn gạch ngang, outline, đúng không? gạch ngang, đang uh, gửi, xem có không? OK và button này của mình ví dụ như là trên uh, thay đổi uh, thay đổi something đi thay đổi something uh, từ uh, function component vậy chưa rồi mình uh, đầu tiên mình căn chỗ nét lại đã thì chưa mình cứ căn chỗ S lại và mình uh, ra ngoài mình reload để trình duyệt tắt mấy này đi bây giờ trước là nên chúng ta không cần nữa ok rồi như vậy là nó có nhìn rất là đẹp rồi đúng không đó, rồi ta mình quay trở lại này thì bây mình quay trở lại xong đấy thì mình giờ mình sẽ nhận prop. Đấy, mình thông qua prop thì mình nhận cái function bên kia đúng không? Thử này. Đầu tiên là mình sẽ on đúng không? Sẽ là on click. Và on click thì mình sẽ truyền thôi, mình sẽ truyền cái giá trị mà 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 chúng ta làm ở cái gọi là mà chúng ta làm được ở cái bên mà chúng ta đã truyền thông qua cái thằng prop ấy để nhỉ. Đấy, các bạn nhớ là truyền thông qua thằng này thì sẽ là mở ngoặc ra đúng không? Và zip chấm thì chấm cái gì thì các bạn nhớ nhá ở đây thì bên này chúng ta không cần zit nữa mà bên này của chúng ta là props mình bị nhầm đấy props props và chúng ta truy cập thẳng thôi vào trong cái phương thức tên là click click cái gì nhỉ à, mình phải xem lại bên kia tên nó là click method đúng không đấy, chúng ta sẽ cho vào đây đây chờ cách ra ok cần chọn nét lại chưa rồi thì các bạn nhớ là ở đây của chúng ta thì cái thằng comment thứ hai của mình ấn mới có hiệu lực để chưa còn thằng comment nhất không ấn nó không hiệu lực nha Rồi bây giờ test thử này. Rồi bây giờ ví dụ như mình click me đi thì tất cả đều thay đổi đó không thành chameleon đúng không? Bây giờ mình reload lại này. À, kích thằng đầu tiên thì không có gì thay đổi đúng không? Ok bây giờ mình kích thử thằng thứ hai. để cho bạn thấy không? Như vậy là nó thay đổi. Đấy nha Ok như vậy là mình suy ra một cái điều đấy là vậy là ở đây của chúng ta là chúng ta đã có thể ở uh, truyền được thông qua cái thằng method được nhỉ như vậy là chúng ta xong cái vế đầu tiên chúng ta đã là chúng ta đã truyền được cái method của chúng ta qua các component đấy nhỉ rồi ta thì ví dụ thứ hai của chúng ta đấy là à bây giờ không ví dụ hai mà còn một cái nửa còn lại mà mình chưa nói các bạn đấy là vậy thì cái sự khác biệt giữa việc của chúng ta viết phương thức ở bên này và chúng ta chạy cái phương thức ở component khác thì nó có liệu có cái gì khác biệt không thì giờ mình sẽ thử tìm hiểu nhá thì ví dụ như bây giờ mình thử pass một cái parameter thử xem có chuyện gì thì xảy ra không Ví dụ ở đây mình sẽ pass một cái parameter Pass một cái parameter Các bạn biết là để mà chúng ta pass được một cái param thì dễ quá nhỉ <laughs> Khá dễ Ở đây chúng ta chúng ta chỉ cần đưa Ví dụ như ở đây mình sẽ đặt tên là name uh, uh, New name đi nhỉ? New name Thì ở đây mình sẽ đặt tên chỗ này sẽ là new name New name Ok thế như vậy là dưới này của chúng ta thì chúng ta cũng phải truyền cái parameter đấy bởi vì là trên này chúng ta cần một parameter thì như vậy là ở dưới của chúng ta chúng ta phải cần một cái parameter này nha chúng ta phải hiểu vấn đề như thế thế nên là dưới này của chúng ta thì nhưng ở chỗ này chúng ta nếu mà chúng ta viết như thế này thì rõ ràng là cái video trước mà chúng ta tìm hiểu thì nó biết rằng là nếu chúng ta như này thì mặc định là nó sẽ là constructor và nó sẽ chạy luôn cái function này đúng không nên là trong này chúng ta chúng ta không làm này mà nó sẽ gọi khái niệm đấy là chấm by và trong này mình sẽ truyền thì mình sẽ bay cái gì mình sẽ bay đúng vào trong cái function này luôn truyền đấy nên sẽ phải sử dụng thằng z và sau đấy thì mình sẽ truyền cái giá trị mà mình muốn bay vào ví dụ như ở đây mình cần một cái con khác đi cần một con nào đó nó ngộ nghĩnh hơn đi ở uh, ratk được uh, mình sử dụng con uh, ratata à, nhìn cái nào đáng yêu hơn không nidoran đi nhỉ nidoran nhìn nặng đáng yêu ấy rồi mình sẽ cho vào trong bên này và mình sẽ truyền giá trị để là ni ni đưa được chưa đấy, à, ok thế thì tương tự thôi tương tự thì bây giờ mình sẽ copy thằng này và mình sẽ copy dưới này đấy, à, mình ctrl c đấy, à, và mình sẽ cho dưới nào và mình paste vào đây ok mình ctrl s lại được chưa? rồi bây giờ mình đã sau này rồi mình reload lại được chưa? bây giờ chúng ta thử click này Ok, như vậy là nó đã đổi thành là Nidoran rồi đúng không? Các bạn thấy không? Nó đổi thành Nidoran này nhá, ngon chưa? Rồi. Bây giờ reload lại. Rồi, tiếp giờ mình thử ấn ở đây mình thay đổi thử xem. Ok, như vậy là ở đây của nó nó cũng thay đổi được cái thằng Nidoran này đúng không? Ok, như vậy thì chúng ta thấy rằng là tạm thời ở cái thời điểm hiện tại này có kể cả là chúng ta sẽ thêm cái parameter vào thì cái vị sự khác biệt giữa hai thằng này là không có, đúng không? mình mình mới chỉ nhấn mạnh cho mọi người là tạm thời ở thời điểm này thì nó sẽ không có thôi nhá có chắc chắn là nó sẽ có nhưng ở một cái mình sẽ mình sẽ để cho mọi người ở cái section mà chúng ta cần sử dụng nó thì lúc đấy mình sẽ nói thì mọi người sẽ mọi người sẽ hiểu hơn còn bây giờ chúng ta nói rồi lại quên cho mà xem nhá đấy, ok như vậy đấy không có sự khác biệt gì so với cái việc mà mà, mà, mà đổi đúng không rồi test lại nữa ok không gì khác biệt rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ một cái, một cái cách viết nữa để mọi người có thể là sử dụng mà thay thế cho cái cách viết kia nhé cái cách viết mà các bạn hay uh, gọi là các bạn uh, gọi là sao ta gọi là uh, đây này đây chúng ta quay lại thì đây này đây là một trong cách viết đây là cách viết mà chúng ta thể cung cấp kiểu này hoặc cái cách viết thứ hai của chúng ta nó rất là đơn giản thôi cách viết thứ hai của chúng ta đấy là chúng ta sẽ 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 tạo ra một function và function này có cái trách nhiệm đấy là nó return ra một cái function à, thì như vậy thì chúng ta sẽ làm một như vậy là chúng ta đã đã cắt đi một cái gì nếu mà chúng ta đã tạo ra một cái function mà trả về một function thì như vậy thì lúc đấy thì cái function của chúng ta ở cái đoạn này của chúng ta này đây của chúng ta nó sẽ không tự động chạy nữa đây ví dụ đây nhá ví dụ ở đây mình sẽ cho ở đây sẽ là nidoran. như này đúng không thì nếu mà chúng ta cho này là chắc chắn đây này khi mà chúng ta test này rồi, thì khi mà load trang cái thì nó sẽ báo lỗi ngay được chưa đấy rồi nó báo lỗi ngay bởi vì cái common của chúng ta nó còn chưa được update mà thì cái lỗi này thì cái lỗi này thì mình sẽ giải thích sau mọi người vì mọi người chưa học đến cái phần liên quan đến classical thì nên là giải thích ở đây rất là khó được chưa nhưng mọi người sẽ hiểu nôm na ấy. đấy là cái việc đấy là nếu mà chúng ta làm như này này nếu mà chúng ta thay đổi như này này thì thằng stay của chúng ta nó còn chưa được lốt ra ngoài common thì làm sao nó có thể thay đổi luôn được có hiểu không nhỉ Đấy, bởi vì là cái dữ liệu này nó còn chưa xuất hiện này mà mình đã gắn cái dữ liệu này để thay đổi rồi thì chứng tỏ nó không thể làm được đấy, thì cái đấy mình sẽ nói sau nhưng rõ ràng là nếu mà chúng ta hiểu theo cách lúc đầu đấy là nếu mà chúng ta chạy như này thì như ở video trước là chúng ta đã gặp lỗi đấy là khi mà chúng ta chạy trình duyệt cái là nó tự động chạy luôn đúng không bởi vì bản chất là nó đang chạy cái hàm này thế giờ để mà chúng ta có thể viết được cái hàm này đúng ấy đấy, đây chúng ta có thể viết được cái hàm này đúng thì chúng ta chỉ cần làm cái công việc đấy là đấy mình chỉ cần là can trộn x và mình sẽ tạo ra một cái hàm Euro function các bạn biết rằng là thằng Euro function của chúng ta là chúng ta sẽ tự động return đúng nhỉ có là khi mà thực hiện xong một gì nó sẽ return thì rất đơn giản là mình chỉ cần paste nó vào đây thôi thế xong rồi can chọn s lại đấy như vậy là nó không lỗi làm gì đúng không đấy và mình thử click me để chưa ngon không đấy rồi rồi reload lại được chưa đấy thì tương tự các bạn vẫn có thể mang được cái hàm xuống dưới nhá các bạn có thể mang cái đây này cái hàm function này xuống dưới để các bạn viết nhé nhưng đây thì mình sẽ để hai cách để cho các bạn thấy được là nó có hai cách viết như này giờ một là các bạn sẽ ba kiểu này mà hai là các bạn sẽ ba kiểu này được chưa đấy thì đấy là hai cách viết để mà các bạn có thể là uh, truyền các cái parameter theo ý của các bạn được chưa đấy do thì ok như vậy chúng ta chốt ở cái video lần này của chúng ta để là đầu tiên để là chúng ta sẽ truyền qua lại và chúng ta truyền các phương thức qua lại các component bằng cách là lợi dụng thông prop Đấy, và cách thứ hai à và cái chú ý thứ hai của chúng ta đấy là tạm thời đến thời điểm hiện tại thì chúng ta không có sự khác biệt khi mà chúng ta truyền các cái các cái method của chúng ta qua lại giữa các cái component để cho nhà nhá rồi thì ở trong video giờ mình dừng ở đây thôi trong video sau chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về cái 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 bài hai chiều gọi là chúng ta tìm hiểu về cái bài hai chiều ở trong cái cái cái, cái, cái Uh, thằng React này nhé Tức nghĩa là ví dụ chúng ta nhập một cái giá trị nào đấy Thì nó sẽ hiển thị ngay tức khắc ở bên kia Và nếu bên kia chỉnh sửa thì bên này cũng chỉnh sửa lại được nhé Đấy chính là ba hai chiều Được chưa Và vì xong chúng ta sẽ tìm hiểu